sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tự sanh định vị. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mệnh, ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sắp bề sắc ta á quê ra hòn, tu số khi ta hòn, tu nít đục ca hòn, tu ác gia mắt cha hòn, tu á nhị khà hòn, tu đi khà du ca hòn, tu á rô ga hòn, tu sâm bạc tì sa mít chan, tu su khi ác ta năng bà ri á ràn, tu đục khắp bát ta cha nít đục ca phá dập bát ta cha nít phá gia sô khắp bát ta cha nít sô ca hòn, tu sắp bê bi ma ni đô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin cho thương tiếc. Nam mô Buddha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng cho tôn đức. Con kính đảnh lễ quý bà của cô tu nữ, dạ. Con kính chào toàn thể đạo tràng, và bây giờ xin quý vị trong đạo tràng cùng với con đặt tặng bạc để thọ trì tam quy và bạc quan trai giới ạ. U ca sa ma văn phạn tê quý sùng quý sùng rắc kha na tha ya ti sa ra nê na sa ác thăng ra sa măng na ra tăng u bô sa thăng và cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sùng quy sùng rạc kha na tha ya ti sa ra nê na sa ác thằng ga sa măng na ga tăng ô bồ sa thằng và cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dầm bi ma văn phàn tê quy sùng quy sùng rắc kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ác thằng ga sa măng na ga tăng u bô sa thằng và cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và kính nhân mít trên ngài Trí Đức để ngài truyền tam quy và bạc quan trai giới cho đạo tràng chúng con. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Trước tiên kính lễ đến Đức Phật Thạnh, đến Đức Phước Sang. Xin chào cô tu nữ nhiều pháp. Xin chào Sư Mít Ta, Sư Thi An Lạc, Sư Quán Mộng, Sư Hồng Mai. Quý vị nghe rõ, xa thủ, xa thủ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và bác quan trai giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sạc năng gạch cha ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đầm măng sạc năng gạch cha ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sằng khắc sạc năng gạch cha ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng.
Đức Thế Âm Bồ Tát Đăng Sanh Hằng Ca Cha Mi Con Niệm Lòng Thành Kính Xin Quy Phật Lần Thứ Nhì. Đức Thế Âm Bồ Tát Đăng Mang Sanh Hằng Ca Cha Mi Con Niệm Lòng Thành Kính Xin Quy Pháp Lần Thứ Nhì. Đức Thế Âm Bồ Tát Sanh Khăn Sanh Hằng Ca Cha Mi Con Niệm Lòng Thành Kính Xin Quy Tăng Lần Thứ Nhì. Đã Thì âm vi bồ đăng sanh hằng ca cha mi con niệm lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ thì âm vi đấm mạng sanh hằng ca cha mi con niệm lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ thì âm vi sanh thân sanh hằng ca cha mi con niệm lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thằng sa ra nàng gặp cha mẹ con đem mất lòng thành kính xin quy y Phật. Thăm mạng sa ra nàng gặp cha mẹ con đem mất lòng thành kính xin quy y Phật. Sang khẳng sa ra nàng gặp cha mẹ con đem mất lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dầm bi bụt thằng sa ra nàng gặp cha mẹ con đem mất lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm bi thăm mạng sa ra nàng gạch cha mi con đem mật lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti dầm bi sang khẳng sa ra nàng gạch cha mi con đem mật lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm bi buốt thằng sa ra nàng gạch cha mi con đem mật lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi thăm mạng sa ra nàng gạch cha mi con đem mật lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti dầm bi sang khẳng sa ra nàng gạch cha mi con đem mật lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tị sa ra nàng ni thi tăng phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phạn tê và dạ, chúng con xin vâng. Bà na thi bà ta về là mình đi thì khó với thằng tham ăn dạ mi còn xin vâng những điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh a đa na về là mình đi kho bất năng sa mạn dạ mi còn xin với những điều học là quy tránh xa sự trộm cắp a brahm ma cha ri dạ về là mình đi kho bất năng sa mạn dạ mi còn xin với những điều học là quy tránh xa sự thông dâm mụ sa hoa đa về là mình đi to với thằng sa mạn dạ mi còn xin quan dự điều học là quy tránh xa sự nói dối sự là mê ri man chập ma đất thả nam về là mình đi to với thằng sa mạn dạ mi còn xin mấy những điều học là quy tránh xa si dễ uống rượu và các chất say quy ta là phu chất nam quy ra mà đi to với thân tham ăn dạ mi còn xin mấy những điều học là quy tránh xa si ăn say giờ đại cha ghi ta qua đi ta quy su ca đa sa na ma la gan tha quy lệ ba na tha ra na man đa na quy phu ta na tha na quê ra ma ni thi kho bê ra sa ma ni dạ mi cùng xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự múa hát thôi càng đường xem múa hát nghe đường càng trang điểm thôi có thơm dồi phẩm và đeo càng hoa ôn chai sa ya nam ma ha sa ya nam quê ra ma đi kho bất năng sa ma dạ mi còn xin với những điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp.
bà ta quê ra ma ni xích ra bá đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là ui canh xa sự sát sanh. A đinh na đa na quê ra ma ni xích ra bá đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là ui canh xa sự trộm cắp. A brahm mắt cha vi ya quê ra ma ni xích ra bá đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là ui canh xa sự thâm dâm. Mô sa wa đa quê ra ma ni xích ra bá đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là ui canh xa sự nói dối. Su ra me ra ya mắt chắc ba ma đát tha na quê ra ma ni xích ra bá đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là ui canh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vi ca la phô cha na quê ra ma ni xích ca bá đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là ui canh xa sự ăn sai giờ. Nắp cha vi ta hoa đi ta vi sô ca đa sa na ma la gần ta vi lê ba na ta. Rana mandana vipho sanatthana Quê ra ma ni xích ca bá đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là ui canh xa sự múa hát thổi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thoa vật thơm dội phấn và đeo tràng hoa. Uccha sayana maha sayana quê ra ma ni xích ca bá đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là ui canh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Y mang ác thăng ga sa mang na ga tăng quật thấp bệnh nhát tăng u bồ sa thăng y mình cha ra tình y mình cha đi qua sang sam ma đề qua a phi ra khi tùng sa ma y dạ ma. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền hầu để vân dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu giáo được dẫn lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phát tâm nguyện duy hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Ma phàn tê và chúng con xin vâng. Sì lê na su kha tin yon ti sì lê na phu kha sam bát đai sì lê na ni pu tin yon ti ta sì mai sì lang vị số khá dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giới được giàu sáng đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải đáng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Sa thú sa thú lành thai út ta mang nghề na hoàn đề hàng bà đa mạng sùng và rút ta mang bút tê vô khá lý tô đô sô út thô khá má tú tăng má măng. Con đem mạch lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mạng ghê na hoàn đề hằng thăm mạnh cho đu vi thần quá rằng thăm mẹ vô khá li tô đô sô thăm mô khá má tu tăng má măng. Con đem mạch lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng Phật bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô vi phạm đến Pháp bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na vande hằng sanh khanh cha du vi thot tamang
sang khe yo khali to do so sang kho khamatu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính của đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thắng Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xả tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít trở lại cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Thi ya chana ga tha sit tham man tu sin tham man tu sin tham man tu idam pha lang e ta smin ratanat ta yasmin sam basa dana ke ta sung. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú lành thai, chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, lắm vương thần lực có nhiều, động sinh quan hệ phước đều chúng con. Hậu trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc cánh cõi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con với thủ đạo màu tu hành tinh ngọ hầu vô sanh, văn kinh chi cú sa la cấm mang cấp tắc bằng kỳ ri văn ma ma ca ye na hoa cha ma na sa ti đa se su gác tăng các tăng ye sát ta san nhi nô ác ti ye cha sát ta san nhi nô các tăng mu nhã pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê ye tăng các tăng su quy đi tăng đình năng buồn nhà phá lăng ma già về cha ta tha na cha nan ti đề hoa gần tòa ni quê đã dùng sắp bề lô cầm hi về sát ta chi quan ta đã hệ tu ca ma nun nhân phụ cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành cho thân khẩu ý tu hành tên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cúng trời đáo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được hòa hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lạnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mặt ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắc cùng, chúng sanh quan hệ lành chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thật sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cũng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Y đang vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô, nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá ta mê buôn nhân a sa quắc khá gia quá hằng hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là một dương lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Và con đã xong phần lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy bát quan cái giới ngày hôm nay, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức rất là nhiều đã truyền tam quy và bát quan tài giới cũng như chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Và phước nào trong sạch mà con đã tạo được ra trong ngày hôm nay thì con cũng kính dâng đến cho Ngài Trí Đức cùng chư Tông Đức, quý bà, quý cô tu nữ, mong rằng phước này trợ duyên cho quý Ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hồ đầy tâm kiên cố và sớm được thành tựu đạo quả giải thoát. Con cũng xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý vị trong đạo tràng luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải là con kính dâng mít đến Ngài để Ngài dạy câu pháp cú ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai.
Trước tiên kính lễ Chư Tôn, thường Đức Tăng, kính lễ Đại Đức Phước Thạnh, Đại Đức Phước Sang, xin chào cô tu nữ Như Pháp, mình chào sư Mita, sư Thùy An Lạc, sư Vương Mộng, sư Hồng Mai, Huynh Giang Nhạc Hà, sư Kim, sư Pháp Nguồn Lào Cai và đạo hữu Karuna. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 164 ha. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt thô ma hê si giả rằng tất thà gác tô lô cô ta mô thấp bác gác rù hủy dịch thác vô lô ca sơ sa thà chá nát đầm mắc vô quý đồ hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu tính bằng, thoát ly phiền não trói chân, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng. Tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần, con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ giá tá sa sát thu nô lô ca nắm mình thá sa quý nà ca rù phù thấp bành nhu bút thấp bất đi phù tí sành nhá tù hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác tầng pháp bảo với như ánh vàng như lai soi sáng vẹt mạc vô minh phá tan làm gạch dũng sinh đây nhân vật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang phù quý số thù thu cái tá sát xà quốc cù xích kha chú cà mù quốc ra thầm mất xích kha cù nình đà bất sần xà đi á nà đá rù quá rù hoành đà mất hành tầng ná ra phù. Cái này rất cần tăng bảo tinh vong Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh đi trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin lễ tăng hy đến cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tận ác thế giới tề chề nó sẽ thà mê tu quá tha năng ta xa vĩ à lũ qua về nó sẽ xa về nó sẽ trả tú cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo ra xong. Bây giờ đi vào bài học ngày hôm nay. Câu đầu tiên: Yo sa sa năng arahatang, yo sa sa năng arahatang, yo sa sa năng arahatang. Câu số 2: Ariya năng thamma chi quy năng, Ariya năng thamma chi quy năng, Ariya năng thamma chi quy năng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Yo sa sa năng arahatang ariya năng thamma chi quy năng, yo sa sa năng arahatang ariya năng thamma chi quy năng, yo sa sa năng arahatang ariya năng thamma chi quy năng. Rồi bây giờ câu ba câu bốn ha. Bát tích cô sát tị thấu đùm mê thô, bát tích cô sát tị đùm mê thô, bát tích cô sát tị đùm mê thô. Và câu số bốn: Đích thình nít sa giá ba bi cần, đích thình nít sa giá ba bi cần, đích thình nít sa giá ba bi cần.
Giờ ôn lại câu 3, câu 4. Bà tích cổ sá tí đùm mê thô đi thê nê xa giá bà bí căng. Bà tích cổ sá tí đùm mê thô đi thê nê xa giá bà bí căng. Bà tích cổ sá tí đùm mê thô đi thê nê xa giá bà bí căng. Bây giờ câu 5, câu 6 ha, bài này dài, thứ 6 câu. Phát là ni ca thác ca xê quá. Phát là ni ca thác ca xê quá. Phát là ni ca thác ca xê quá. Và câu cuối cùng. Át ta khăn nhà giá phần lá tí. Át ta khăn nhà giá phần lá tí. Át ta khăn nhà giá phần lá tí. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại câu 5, câu 6. Phát là ni ca thác ca xê quá. Át ta khăn nhà giá phần lá tí. Phát là ni ca thác ca xê quá. Át ta khăn nhà giá phần lá tí. Phát là ni ca thác ca xê quá. Át ta khăn nhà giá phần lá tí. À, câu này chúng ta thấy rất là hạnh phúc khi câu số 2, câu số 4 là những trường âm. Vậy thì câu này chúng ta đọc 3 hơi ha, chúng ta đọc 3 hơi chứ không phải đọc 2 hơi, không phải đọc 1 hơi. 1 hơi là đứt hơi luôn, dài quá ha. À, trong room này chỉ có sĩ Hồng Mai là một, sĩ Kim Nhung là hai, hai vị này hơi dài, có thể là Huynh Giang Nhật Hà cố gắng cũng được, nhưng mà thôi. À, chúng ta muốn sống thọ, sống lâu, sống dài dài một chút nữa thì coi nhập đọc 3 lần ha, đọc 3 lần cho chắc ăn. À, Trung Phong đọc trước. À, bởi vì nhìn ha, nhìn vô ha, thấy cái bài rõ ha. Vô sa sát năng a ra ha cần a ri ya năng tham ma chi quy năng ba tít cổ sa tít đùm mê thô đít thìn nít sa ya ba bi cần pha la ni ca tha ca sê wa tắc khăn nhà giá phần lá tí. À, quý vị thấy đọc thoải mái ha, từ 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 từ. Rồi bây giờ một cách đọc khác để cho quý vị chú ý nè. Vô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi quy năng. Vô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi quy năng. Quý vị đọc dòng kinh thế nào thì dòng kệ quý vị cũng phải đọc hai câu như vậy. À, tức là nương nhau ha. Vô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi quy năng. Quý vị thấy khó hả? Vô sa sát năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi quy năng. Rồi qua câu 3, câu 4. Bà tích cổ sát tích đùm mê thô đích thình nít xa giá ba bi căng. Bà tích cổ sát tích đùm mê thô đích thình nít xa giá ba bi căng. Bà tích cổ sát tích, xin lỗi sai. Bà tích cổ sát tích đùm mê thô đích thình nít xa giá ba bi căng. Bà tích cô sa tì đùm mê thùn đi thi ni sa và ba ni sa
gia ba bi cần. Rồi câu 5 câu 6. Pha la ni ca tha ca se wa at ta thành nhà gia phần la ti. Pha la ni ca tha ca se wa at ta khanh nhà gia phan la ti pha la ni can thang ca se hoàng anh ta khanh nhà gia phan la ti pha la ni can thang ca se hoàng anh ta khanh nhà gia phan la ti. Rồi quý vị cố gắng ha, đọc lần hai câu ha. Bây giờ ôn lại. Vô sa sát năng á ra há tăng á ri dạ năng thầm má chi quý năng. Bá tí cổ sát tí đùm mê thù đi thình ní xà giá bà bí cần. Phá là ní ca thá ca xê quá áp tá khanh nhà giá phàn lá tí. Yo sa sa nang arahan tang ariya nang thamma chi vi nang matiko sa ti dumme thu di thi ni sa ya ba bi cang phala ni can thang ca se wang an ta khanh nha ya phan la ti. Gã ngu si mệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Rồi xin mời ba bàn tay nè, xiết mê ta, xiết kim, xiết hồng mai. Rồi xin mời quý Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim, cảm ơn Pháp Nguồn. Cảm ơn cô Mai cho biết ăn thật tốt. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu pháp cú 164. Yo sa sa nang arahatang ariya nang tham ma chi vi tang. Dạ con đọc lại. Yo sa sa nang arahatang ariya nang tham ma chi vi nang. Bát tích cô sa ti đùm mê thô đích thình nít xà giá ba bí căng pha là ni ca tha ca xê qua ba bí căng pha là ni ca tha ca xê qua áp ta khanh nhà giá phàn la tí. Dạ con xin phân tích. Vô xa là hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, rá, há là ba đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, rí hai đoạn âm, gia trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm trường âm nhấn, má đoạn âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô sa sa năng a ra tăng a ri ya năng tham ma chi quý năng. Dạ con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Bá đoạn âm tích trường âm nhấn, cô âm thông thường, xá tí hai đoạn âm, đùm trường âm nhấn, mê thô hai trường âm thông thường, đích trường âm nhấn, thinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nít trường âm nhấn, xa trường âm thông thường, giá đoạn âm, ba trường âm thông thường, bí đoạn âm, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát tích
cô sát tí đùm mê thô đức thân nít xa giá ba bi căng. Dạ con phân tích tiếp câu 5 và câu 6. Phá đoạn âm la trường âm thông thường, ní đoạn âm các trường âm nhấn, thá đoạn âm các trường âm nhấn, c trường âm thông thường, quả đoạn âm ác trường âm nhấn, tá đoạn âm khanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, phan trường âm nhấn, lá tích hai đoạn âm. Pha la ni cát tha cát xê quá áp ta khẩn nhà gia phàn là tí. Cho con đọc lại từ đầu. Yô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi vi năng ba tích cô sa ti đùm mê thô đích thân nít sa gia ba bi căng. Pha la ni cát tha cát xê quá áp ta khẩn nhà gia phàn la tí. Vô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi vi năng ba tích cô sa ti đùm mê thô đích thân nít sa gia ba bi căng. Pha la ni cát tha cát xê quá áp ta khẩn nhà gia phần lá tí. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chính do ác kiến ấy như quả loại dây cây lao, như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin đọc lại phần tiếng Việt. Và con xin quý vị trong đạo tràng thông cảm. Con mắt con bữa nay sao nó cứ lem nhem hoài, cho nên con có nhiều chỗ dấp. Con xin đọc lại. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chính do ác kiến này, như quả loại cây lạc mang quả tự hoại. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi vi tăng ba tích cô sa đi đa mi thô đất thân niết xa gia ba bi căng. Pha la ni cát tha cát xê hoa áp ta khẩn nhã gia phàn la tì. Dạ con đã đọc xong và kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỳ Đức cùng những quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị có nghe âm thanh rõ không? Ba người nghe rõ. Bữa nay chắc chừng 5-6 người đọc trả bài thôi sư ơi, con thấy không có ai vô nhiều hết. Mấy sư vô thì nghe thôi. Còn đây hôm nay bữa nay thấm lần lời cai nghe rõ rồi hả? Xa thù xa thù. Bữa nay chắc trời yên gió lặng ha. Ở trên rừng núi trời yên gió lặng ha. Thành ra nghe rõ. Chứ mấy bữa là không rõ hả? Nhỏ quá đi. Không sao không sao. Bữa nay con thấy cô Mít Trà than thở là đọc giáp giáp để con mắt nó mờ. Cô ơi, đó là lão ngại đó cô ơi, ai cũng tới cái thời đó trơn á, không có gì rắc rối hết. Còn vấn đề là cô vẫn cố gắng cô học cho đến khi nào cô không còn học nữa, làm cái điều đó quan trọng đó. Tôi thấy không trên đời này không có bao nhiêu người bằng tuổi cô mà cố gắng tinh tấn như vậy, tuy xa thú lắm.
cái gì nó cũng phải đến thôi, cái gì nó cũng mới mòn thôi, nó lão mại mà cách mạng quyền từ từ nó đi theo tuổi thọ của nó. Nhưng bữa nay con thấy nghe, ôi già Phật giáo năm chiền bữa nay nha, cho cái lên cái chữ màu tím nhạt nha nè, là light lavender, trời sao nó khác lạ nha, nó đẹp đẽ hơn nữa nha, hay ra nha. Thư lúc trước con nghe nói sư nói cô Nhật Quỳnh vậy đó, à, bữa nay cho màu xanh màu đỏ màu cam nha, bữa nay sư nè chặt đẹp luôn, cho màu tím, màu tím nhạt nha. Không, trong đạo tràng không ai có màu tím mà chỉ có mình Phật giáo năm chiền NT là có thôi à. Nó hay chỗ đó đó. Thời tiết đẹp cô hả? Ôi, đúng rồi. Bữa nào thời tiết đẹp thì mình hưởng thụ và cảm ơn ngày hôm đó mình có thời tiết đẹp. Ngày nào mất cái thời tiết xấu thì mình phải biết rằng mình không được hưởng thời tiết đẹp, mình phải hưởng cái quả thời tiết xấu. Cái đời vô thường hả cô? Trời ơi, ngọn đèn sắp trời sắp tan rồi, ngọn đèn sắp tan rồi, đèn gì sắp tan gì sư? Có nhiều loại đèn lắm sư, đèn điện, điện á, mở điện là khi nào hết điện nó hết tan thôi. Trời ơi, chưa phải nói ngọn đèn, ngọn gì chứ có nhiều ngọn đèn lắm sư ơi. Trời ơi, tôi nói đó, bà Tám mở miệng rồi đó, đọc nhanh như bà Tám. Thôi rồi, để con trả bài cho rồi, con còn công chuyện làm nữa. Ngày nào cũng phải lên nói vài câu hết, không nói ăn cơm không ngon hay sao đó. Thôi đi con trả bài. Bài này cũng khó, dài dài nhăn nữa. Dạ. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 164. Cảm ơn cô Mít Trà, cô Hùng Mai, cô Pháp Nguồn đã cho tín hiệu nghe rõ ràng. Thôi bây giờ cũng phải đọc cho nó rõ ràng. Để không thôi lời sư lên này chích cắt, xử tội con nữa. Con gắng nè. Để con đọc. Yo sa sa nang arahatang ariya nang thamma chi quy nang tắc tích khô sát đi đầm mê thô đích thình ni sa giáp thà phi khăn thà là ni khắc thà khắc xê quá ác ta khăn nhà giáp hàng lát tí. Yo sa sa nang arahatang ariya nang thamma chi quy nang tắc tích khô sát đi đầm mê thô đích thình ni sa giáp thà phi khăn tha là mi khắc tha khắc xê quá ác ta khăn nhà giáp hàng lá tiết. Con xin phân tích bài này chia làm hai phần, con phân tích mỗi lần ba câu. Con sẽ phân tích câu số 1, câu số 2, câu số 3 trước. Vô sa hai chừng âm thông thường, xá đoạn âm, năng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, á giá há ba đoạn âm, tăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, á ví hai đoạn âm, gia chừng âm thông thường, năng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm chừng âm ngắn, má đoạn âm, chi chừng âm thông thường, quý đoạn âm, năng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3, tá đoạn âm, tích chừng âm ngắn, khô chừng âm thông thường, xá tí hai đoạn âm, đâm chừng âm ngắn, mê khô hai chừng âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3 và đọc câu 4, câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Yo sa sa nang arahatang ariya nang thamma chi quy nang tắc đích khô sa ti đầm mê thô đích thình ni sa giáp hà phi khăn sa la ni khắc sa khắc xê quá ác ta khăn nhà giáp hàng lá ti. Phân tích câu số 4. Đích trường âm nhắn, thinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhít trường âm nhắn, xa trường âm thông thường, giá đoạn âm, ta trường âm thông thường, tí đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 5, thá đoạn âm, la trường âm thông thường, nhí đoạn âm, khắc trường âm nhắn, thá đoạn âm, khắc trường âm nhắn, xê trường âm thông thường, quá đoạn âm. Câu cuối cùng, ách trường âm ngắn, tá đoạn âm, khanh trường âm ngắn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, thang trường âm ngắn, lá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Đích
thình ni sa yap hàm thi khăn pha la ni khắc thắc khắc xê quá ác tắc khăn nhà yap hàm la tí yô sa sa năng a ra hát tăng a ru ya năng tham ma chi vi năng tắc tích khô sa tí đầm mê thô đích thình ni sa yap hà thi khăn pha la ni khắc thắc khắc xê quá ác tắc khăn nhà yap hàm la tí yô sa sa năng a ra hát tăng a ru ya năng tham ma chi vi năng tắc tích khô sa tí đầm mê thô đích thình ni sa yap hà thi khăn pha la ni khắc thắc khắc xê quá ác tắc khăn nhà yap hàm la tí yô sa sa năng a ra hát tăng a ru ya năng tham ma chi vi năng bác đích khổ xa ti đâm mê thô định thình ni xa gia pháp ni khăn tha la ni khắc tha khắc xê hoa ạc ta khăn nhá gia phàng la tì dô xa xa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham mau chi huy năng ta ti khổ xa ti đâm mê thô định thình ni xa gia pháp ni khăn tha la ni khắc tha khắc xê hoa ác ta khăn nhà giáp hàng la tì kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này nhiều quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 164. Cảm ơn quý vị The Man Hồng Mai của Mít Trà cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân gì đó, nhưng mà nói túng lại cần thưa các sư các cô tu nữ và quý vị, trong nội tràng con có đọc sai cái gì cho con biết để con thử để con sửa lại. Con xin cảm ơn các quý vị và chúc quý vị được một ngày được an vui và may mắn. Cảm ơn Domain ha, cho sao cũng được. Và con xin mời người kế tiếp hình như cô Hồng Mai phải không? Không phải thì thôi nha, thôi Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Trí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, quý sư. Xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, quý cô tu nữ. Xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Nát Ta phát nguồn Lào Cai và chị Kim cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 164. Yo sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi vi năng pa tích ko sa ti đùm nê thô đít thình ni sa ya ta pi căng pa la ni cắt tha cắt xê qua áp ta khanh nhà ya a la ti yo sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi vi năng tích ko sa ti đùm nê thô đít thình ni sa ya pa pi căng pha la ni cắt tha cắt xê qua áp ta khanh nhà ya pha la ti. Dạ, con xin chia câu pháp cú này ra làm ba phần. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo sa sa năng a ra ha tăng. Yo sa hai trường âm thông thường, sa đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, rá, há ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 2, a ri ya năng tham ma chi vi năng, á, rí hai đoạn âm, ya trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tham trường âm nhấn, má đoạn âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi quy năng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Pa tích cô sa ti đùm nê thô, pa đoạn âm, tích trường âm nhấn, cô trường âm thông thường, sa tí hai đoạn âm, đùm trường âm nhấn, nê thô hai trường âm thông thường. Câu 4, dip thin nít sa gia ta pi căng, dip là trường âm nhấn, thin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Nis trường âm nhấn, Sa trường âm thông thường, Giá đoạn âm, Pa trường âm thông thường, Tí đoạn âm, Căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Patiko sati dum me tho dip thin nis sa ya pa pi căng. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. Pha la ni cách tha ca se wa. Phá là đoạn âm, la là trường âm thông thường, ní đoạn âm, cát trường âm nhấn, thá đoạn âm, cát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, quá đoạn âm. Phá là ni cát tha ca se quá. Tiếp câu số 6. Áp tá khanh nha giá phà lá tí. Áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, khanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, pha trường âm nhấn, lá tí hai đoạn âm. Pha là ni cách tha cách xê quá át ta khành nhà giá phà lá tí. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 164. Yô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi vi năng pa tích cô sa ti đùm nê thô đít thình ni sa ya pa pi căng pha la ni cắt tha ca se wa áp ta khanh nhà ya pha la ti yo sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi vi năng pa tích cô sa ti đùm nê thô đít thình ni sa ya pa pi căng pha la ni cắt tha ca sê quá áp ta khanh nhà gia phà la ti. Kẻ ngu si miệt thị, giáo pháp bậc la hán, bậc thánh bậc chánh mạng, chính do ác kiến này, như quả loại cây lao, mang quả tự hoại diệt. Dạ con xin kể ạ. Yô sa sa năng, a ra ha tăng, a li ya năng, thân ma chi vi năng. Ta ti cô sa ti đâm mê thô, đi thình ni sa dạ pa pi căng. Pha la ni căn tha ca sê hoa, a ta khanh nha dạ pha la ti. Yô sa sa năng, a ra ha tăng, a ri ya năng, tham ma chi vi năng. Ta tinh cô sa ti đâm mê thô, di tinh ni sa ya pa pi căng. Pa la ni căn tha ca se wa, a ta khanh nha ya pha la ti. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong có gì sai, xin sứ trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Dạ con xin mời vị kế tiếp. Đảnh lễ Băng Đạo ơn Đức Phật Pháp và Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Thành, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Meta, cô Kim và cô Hồng Mai cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ cảm ơn Thế Mẫn. Con xin phép đọc và ôn bài câu pháp cú 164 ạ. Yo sa sa năng arahatang Ariya năng tham ma chi vi năng patikko sati dum me tho ditthin nissa ya pa pi kang pa la nikat thakat se wa atta khanh nhà ya pan la ti. Con xin phép được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Yo là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, rá, há là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, rí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thăm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, năng
là trường âm đọc theo nguyên âm. Con được xin được phân tích câu 3 và câu 4. Ba tích cô sa ti đùm mê thô đít thình ni sa gia ba bích căng. Đít là trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nít là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ba là trường âm đọc theo giọng, ba là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3 ở câu 1. Tô sa sa năng arahat tăng Ariya năng tham mát chi huy năng Pa tích cổ sa ti đùm mê thô Đít thình ni sa gia ba bi cầm. Đã, con xin phân tích câu 5 và câu 6 ạ. Bá là đoạn âm, la là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, khanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, phan là trường âm nhấn, lá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Dạ, con xin được đọc lại câu 5 và câu 6. Ta là ni cát tha cát xê qua át ta khánh nhà giáp bàn lát ti. Con xin đọc lại toàn bài. Yô sa sa năng arahat tăng Ariya năng tham ma chi huy năng Ba tích cổ sa ti đùm mê thô đít thính ni sa Gia ba bi căng Ba la ni cát tha cát xê qua Át ta khánh nhà gia bàn la ti. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do chánh kiến này như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thiếu câu 3 à Huy? Dạ vâng ạ. Phân tích lại câu 3 bởi vì 1, 2, 3. Con phân tích câu 3. Pa tích cô sa ti đùm mê thô. Pa là đoạn âm, tích là trường âm nhấn, cô là trường âm thông thường, xá tí là hai đoạn âm, đum là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thô là trường âm thông thường. Dạ, cảm ơn Huynh đã nhắc nhở. Dạ, con xin phép được kể. Yô sa sa năng a ra ha ha tăng Ariya năng tham ma chi huy năng Ba tích cô sa ti đùm mê thô Đít thinh nít sa ya ba bi căng Ba la nít ca Tha cắn xê qua Át ta khanh nha ya ba la ti. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và phân tích xong, có gì sai kính mong ngài cùng đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, cảm ơn Minh Nhật Hà, cô Kim Thế Mẫn, cô Hồng Mai, cô Meta. Dạ, con xin xuống mic mời một vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh. Dạ, con cảm ơn cô Meta, cô Hồng Mai, cô Kim.
Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Sanghaya. Con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 164 ngày hôm nay ạ. Yosa sanang arahatang ariya nang thammachi vi nang batikko sati dumme tho dithin nitsa yapa bikang phala nikat thakat se wa atta khanya ya phan lati. Yosa sanang arahatang ariya nang thammachi vi nang batikko cô sati đầm mê thô đích thình nít xa giá bà đi căng phá là ni cách tha cách xê quá ách ta khăn nhà giá phàn lá tí. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Dô xà xa năng á ra hát tăng á ri dà năng thầm má chì quy năng. Dô xa là hai trường âm thông thường. Xá là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, rá, há là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, rí là hai đoạn âm, gia là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô xà xa năng á ra ha tăng á ri dà năng thầm má chì quy năng. Dạ câu số 3 và câu số 4. Pa tích cô xá tí đùm mê thô đích thình nít xà giá bà bí căng. Bá là đoạn âm, tích là trường âm nhấn, cô là trường âm thông thường, xá tí là hai đoạn âm, đâm là trường âm nhấn, mê thô là hai trường âm thông thường, đích là trường âm nhấn, thiên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nis là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Patiko sati dhamme tho dikthin nissa ya ba bi căng. Và câu số 5 và câu số 6. Pha la ni cát tha cát se wa át ta khăn nhà gia phàn la tí. Phá là đoạn âm, la là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, se là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, canh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, phan là trường âm nhấn, lá tí là hai đoạn âm. Pha là ni cát tha cát xê quá át ta khăn nhà giá phan lá tí. Dạ con xin đọc lại ạ. Dô năng á ra ha tăng á ri dà năng thầm má chì quy năng bá tích cô sa tí đùm mê thô đích thình nít xa giá bà đi căng phá là ni cách tha cách xê quá ách ta khăn nhà giá phàn la tí. Kẻ ngu si miệt thị, giáo pháp bậc la hán, bậc thánh bậc chánh mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lau, mang quả tự hoại diệt, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yon sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi vi năng ba ti ko sa ti đâm mê thô định thi ni sa ya ba bi căng pha la ni cát tha ca se wa at ta khăn nhà ya phan la ti. Vô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi vi năng ba ti ko sa ti đâm mê thô định thi nin sa ya ba bi căng pha la ni cát tha ca se wa at ta gan nhà ya phan la ti. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con.
Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ alo, dạ con xin kính chào quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng ạ. Dạ con cảm ơn cô Mita, cô Hồng Mai để cho con biết tín hiệu tốt ạ. Dạ sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 164. Yosasanang arahatang ariyanang thammachipinang patiko sati tumitho dikti nisaja papikang palanikas tha Kasti qua atta khăn nha cha pha la tí yusa sa năng arahatang ariyan năng tham ma chi quy năng patiko sa tí thâm mệt hồ ít kinh nisaya papi khăn pha lan ni kasti qua atta căng nhà giá và phát là tí. Sau đây con sẽ phân tích vô là trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, sa đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, há ra há là ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, há rí hai đoạn âm, gia trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm trường âm nhấn, má là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí bá là đoạn âm, tí là trường âm nhấn, cô là trường âm thông thường, xá tí là hai đoạn âm, thâm đùm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thô là âm thông thường, đít là trường âm nhấn, kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nít là trường âm nhấn, xa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, khăn là trường âm nhấn, nhạc là trường âm thông thường, giá là phá, giá là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, lá tí là hai đoạn âm ạ. Con xin đọc lại ạ. Yosasanang arahatang ariyanang thammachipinang patikusati tum dummitho bhikkhin nisaya papikkhan palanikas thakastipa attakhanyaya papaklati. Con xin đọc kệ là Yosasanang arahatang ariyanang thammachipinang patikusati dummitho bhikkhinisaya papikkhan palanikasthakastipa attakhanyaya papaklati.
chính do ác kiến này, nhiều quả lại cây lâu mang quả tự hoại diệt. Dạ, nếu có sai sót thì mong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Con xin xuống mình. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, quý vị nào chưa đọc thì xin lên đọc tiếp ạ. À, con kính mời cô Đà Men, kính mời huynh Đạo Huynh và quý vị khác ạ. Dạ, lên đọc tiếp ạ. Metta nhường mình cho quý vị.
Dạ, một lần nữa Metta mời. Kính mời đầu men lên đọc nha. Dạ, kính mời huynh đạo huynh. Dạ, kính mời quý vị. Alo, 1, 2, 1, 2, 3, quý vị nghe rõ không? Sa thủ, sa thủ. Rồi, bây giờ Sĩ Thà đọc ha. Rồi, mời Sĩ Thà. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sàn Thầy. Dạ, con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Nữ. Ngài Trí Đức và Chư Tôn Đức Tăng, con kính nói các câu tu này, con kính chào đạo tràng. Dạ, con hết thấy bài. Ngài cho con xin bài. Con thở xuống thở. Dạ, con cảm ơn Ngài. Dạ, rồi. À, chị hết giờ chỉ đọc theo vâng thưa Ngài chứ, có không phân tích không ạ? Dạ. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú 164. Vô xà sa năng a-ra-ha tăng. Dạ. Dạ. Chạy nữa rồi. Vô xà sa năng a-ra-ha tăng a-ri-ya năng thầm má chi quy năng ba-tích khổ sa tí đùm mê thô đích thần nissan giá ba bi căn pha là ni cắt ta ca se quá a ta ga còn bị đọc chữ này a ta khát nhà a giá ba la tí. Dạ, để con đọc lại. Yo sa sa nang a Rahatang Ariyanang Thamma Chi Vinang Ba Tikko Sati Dumme Tho Dittin Nissan Ya Ba Ikang Ba La Ni Katta Kase Wa Atakan Atakan Nya Ya Ba La Ti. Dạ, con đọc lần nữa. Yo Vô xà sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi vi năng ta tích khổ sa ti đùm mê thô đích thân nít sàn giá bà bích căng ba là ni cách ta khá xê quá a tắc khanh nhà giá bá lá tí kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc La Hán bậc thánh bậc chánh mạng. Chảy nữa rồi. Chính do ác kiến này như quả đó. như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ. Dạ, con đã đọc xong, con nghĩ không có giờ nên thôi con đọc xong rồi con xin trả mic lại cho Ngài. Dạ. Alo, 123. À, kinh lễ để gửi đức. À, xin chào. Đọc không nghe mà đọc cũng đọc nữa. Thầm ma chi quy năng, thầm ma mà đọc thầm ma. À. Rồi, Atakhanya Yaphan Lati, chữ Phan Lati mà đọc là Phan Lati. Sao rồi, Sĩ Thà hôm nay, vô trẻ mà lại.
là quan tâm đó. Rồi mà có lên tham gia vậy là tốt rồi ha. Rồi bây giờ chúng tôi xin đọc lại một lần rồi đi vào cái vấn đề phân tích tự vận ha. Rồi chúng ta nghe duyên sự để cùng thảo luận về câu Phật ngôn này. Mặc dù câu này nó dài nhưng mà chúng ta đọc rất là dễ, một lần hai câu ha, thì đọc ba lần. Vô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi quy năng ba ti cô sa ti đùm mê thô đích thịnh nít sa yá ba bi cần và là nít ca ta ca sê quá áp ta thành nhà yá phàn lắc. Màn hình nhảy quá hả? Rồi, tại màn hình nhảy, đọc sai rồi nó màn hình nhảy, đọc trúng thì nó không có nhảy ha. Chúng ta chia bài này ra làm ba, bởi vì cuối câu số 2, cuối câu số 4 là trường âm, cho nên chúng ta đọc rất là sung sướng, rất là dễ đọc. Vô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi quy năng ba ti cô sa ti đùm mê thô đích thịnh nít sa yá ba bi cần pha la ni ca tha ca se wa át ta khan nhà yá phan la ti. Chúng ta đọc chia làm ba và thấy bài này mặc dù nó dài nhưng mà đọc rất là nhẹ. Tức là cuối câu số 2, cuối câu số 4 là trường âm, cho nên chúng ta đọc một lần hai câu chậm rãi, từ từ, rõ ràng ha. Và giọng đọc của chúng ta cảm thấy có lực, mà cái giọng kệ cũng vậy, giọng kệ cũng vậy. Chúng ta chia ra một lần hai câu, bốn bốn ha. Vô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi quy năng ma ti cô sa ti đô mê thô đi ti ni sa ya ba đi cần pa la ni cát tha ca sê hoàng an ta khăn nhà gia phan la tỳ. Quý vị chia ra đọc một lần hai câu cũng giống như cái giọng kinh nhẹ thì chúng ta thấy nó nhẹ nhàng. Mến chào Sít Nhung Phạm đi học trẻ. Rồi bây giờ chúng ta nghe về phân tích tự vận, rồi chúng ta sẽ thảo luận về câu Phật ngôn này qua duyên sự ha. Câu đầu tiên, vô sa sa năng a ra ha tăng. Chỉ vô là người nào ha, do cái đại từ giá, vô là người nào. Rồi sa sa năng, chữ sa sa năng do từ sa sa ná, nó là một danh từ trung tỉnh Akaranta-na-pung-sa-ka-linga. Và chữ sa-sa-na này được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia quy phát thi e ca va cha na, cho nên sa-sa-na biến thành sa-sa-năng. Sa-sa-năng là lời giảng dạy, vô sa-sa-năng là lời giảng dạy của người nào, của người nào, hay là người nào giảng dạy. Arahatang ở đây, Arahata nó là một danh từ nam tính, Arahanta nó là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Nhưng mà ở đây được chia theo sở hữu cách, nó biến thành Arahatang. Arahatang có nghĩa là của các bậc A-la-hán, bậc xứng đáng để cung kính,
bậc xứng đáng để cung kính, hay là của các bậc A-la-hán. Rồi, bây giờ qua câu số 2. Ariya năng tham ma chi vi năng vi tham ma chứ không phải tham ma nghe xích hà. Ariya năng do từ Ariya. Ariya là danh từ nam tính Akrantapunginga. Và Ariya này được chia theo sở hữu các số nhiều chất thí, quy phát tí và hữu quá trần á. Cho nên Ariya biến thành Ariya năng. Ariya năng là của chư thánh, của các bậc thánh, của chư thánh. Rồi tham ma chi quý năng. Tham ma chi quý năng, chữ tham ma là một danh từ nam tính Akrantapunginga. Tham ma có nghĩa là pháp, sự đúng hay là chân lý. Rồi chi quy năng do cái từ chi quy. Chi quy là một danh tính từ nam tính. Và chữ chi quy ở đây được chia theo sở hữu các số nhiều sát thí, quy phát thí và hữu quá trần á. Cho nên chữ chi quy biến thành chi quy năng. Chi quy năng là đời sống, là đời sống. Vậy thì tham ma chi quy năng có nghĩa là của những vị có đời sống đúng đắn, ám chỉ những bậc chánh hạnh, những bậc mà chánh mạng, có đời sống chân chánh đúng đắn. Rồi qua câu số 3. Batiko sati mê thù. Batiko sati, cái động từ số ít này có nghĩa là chỉ trích, khinh miệt. Chỉ trích, khinh miệt. Chỉ trích, khinh miệt ai? Đùm mê thù. Đùm mê thù. Chữ đùm mê thù có nghĩa là ác, xấu. Ác xấu, bậc trí mà có như có những ý nghĩ ác xấu, chữ đú có nghĩa là xấu. Mê thô là bậc trí, bậc thiền trí, nhưng mà có chữ đú ở phía trước thì nó thành ra cho người ác tuệ, người coi như là người tà kiến. Những cái người mà có trí tội gọi là đâm mê thô. Rồi câu số 4. Đích thinh nít xa giá bà vi cần. Chỉ đích thinh do từ đích thí. Đích thí nó là một danh từ nữ tính ít răng thi linh ga. Và đích thí được chia theo đổi cả số ít đối tỷ giá quỳ pháp tí e câu quá trình á. Cho nên chữ đích thí biến thành đích thinh. Đích thinh có nghĩa là thấy hoặc là kiến. Kiến, thấy. Mà kiến này thì có hai loại ha. Một loại chánh kiến, một loại tà kiến. Một loại chánh kiến, một loại tà kiến. Thì cái kiến này là ám chỉ về tà kiến. Bởi vì người mà có trí tuệ tồi, tức là họ thấy sai. Rồi chữ Nisaya. Nisaya đây là một bất biến từ, có nghĩa là nương tựa, nương nhờ. Nisaya rồi Nisaya là nương tựa, nương nhờ ha. Mà do cái động căn ngữ xí có nghĩa là nằm ở trên đó. Rồi Nisaya ba pi cần. Ba pi cần do cái từ ba bát. Ba bát nó là một danh từ trung tính Akrantapunginga. Và ba bát có nghĩa là việc ác, nhưng mà đây có tiếp vị ngữ chữ
cá ở phía sau, ba bít cá chỉ cho cái sự sở hữu. Và ba bít cá này nó được ghi theo đối các suối đô tỷ giao vì phát tỷ công vật chân á. Vậy thì chữ ba bá là việc ác, mà ba bít cân ở đây là ác xấu, ác xấu. Rồi bốn câu này ha, khi mà nói về ý nghĩa từng từ, bây giờ chúng ta gom lại. Vô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi quy năng bát ti cô sa ti đùm mê thù bích thình nít sa ya ba bí cần. Kẻ nào có trí tội, dùng cái từ trí tội nghe không, nghe khó nghe ha. Kẻ nào thiểu trí, nương tựa ác tà kiến, khinh miệt lời giảng dạy của chư thánh A-la-hán, là những vị có đời sống đúng đắn. Như vậy thì chúng ta nghe nó dễ nghe hơn ha. Vô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng đùm a thâm a chi quý năng bát ti cô sa ti đùm mê thô thìn ni sa giáp bà bi cần. Người nào hiểu trí, nương tựa ác tà kiến, khinh miệt lời giảng dạy của chư thánh a la hán, có đời sống đúng đắn. Rồi bây giờ chúng ta qua hai câu sau. Pha la ni cát tha cát xê quá ách ta khanh nhà gia phàn la tí. Chữ pha la ni do cái từ pha la, pha la là một danh từ trung tính a karan ta na pum sắc ca linh ga. Và pha la được chia theo đối cách số nhiều, đối tỷ gia quỳ pha tí và hữu quá tình á. Cho nên pha la biến thành pha la ni. Pha la ni là những trái, những quả, những trái cây, những quả cây ha. Rồi katha katse wa, katha katsa cộng với ý quá mà nó biến thành katha katse wa. Vậy thì katha katsa do cái từ katha ka. Katha ka là một danh từ nam tính akran tapum linga, nhưng mà ở đây katha ka được chia theo sở hữu cách số ít khá thế quỷ phát tích e cao quan trọng á. Cho nên các thạc cá biến thành các thạc cá xa. Các thạc cá xa là của cây tre, của cây trúc, của cây lao. Tre trúc hay là lao sậy. Cái chữ các thạc cá xa có nghĩa là cây tre. Cây lao sậy thì nó đúng hơn ha. Bởi vì chữ quê lũ mới là tre trúc, còn ở đây cây lau sậy. Cây lau sậy mà hồi trước á, còn con nít á, ông Đinh Bộ Lĩnh á, với lại mấy người bạn của ông ta bẻ những cái cây lau sậy này, nó có những cái bông trắng trắng, làm cờ để diễn tập về quân sự. Tức là cái chí hướng phát sinh hồi còn đi cởi cái những con trâu con bò á. Cây lau sậy, cây đó đó. Rồi chữ ý quá có nghĩa là giống như, tự như những cây xe, cây lau, cây sậy. Cái quả của những cây lau sậy ám chỉ đó là những cái bông, những cái kết quả, cái trái. Và bông trái của cây lau sậy thì quý vị biết rằng nó chỉ là những cái bông trắng trắng mà có cái hột chút xíu à. Nhiều khi không thấy hột nữa, không thấy cái quả nữa. Rồi câu cuối cùng, át tắc khanh nhà giáp thành lá ti. Át tắc khanh nhà giá, ở đây do hai từ át tá cộng với khanh nhà giá. Chữ át tá nó là một danh từ nam tính át rình tắc phùm rình gá. Át tá có nghĩa là bản thân tự mình,
Rồi khanh nha giá do từ khanh nhá. Khanh nhá nó là một danh từ nam tính Akran Tapum Linga. Khanh nhá có nghĩa là sự hoại diệt. Sự hoại diệt. Nhưng mà nó được dựa theo chỉ định cách chỉ định cách số ít. Chỉ định cách số ít có nghĩa là cha tu thí vì pháp tí e ca qua chà ná, cha tu thí vì pháp tí e ca qua chà ná. Cho nên nó biến khanh nhá, nó biến thành khanh nhà giá. Vậy thì áp tác khanh nhà giá có nghĩa là sự hoại diệt của bản thân, sự hoại diệt của bản thân. Rồi cái từ cuối cùng phan lá tí. Phan lá tí do các căn ngữ phan, đây là một động từ số ít, có nghĩa là tạo ra kết quả hay là chín mùi. Động từ này có nghĩa là chín mùi hay là tạo ra kết quả. Vậy thì hai câu cuối phan là lý cấp tha ca sê quá ta khanh nhà gia phàn la tí, tạo ra kết quả đưa đến sự hòa diệt cho bản thân. Ví như những trái của cây lau khi trổ hoa cái trái thì làm tiêu hoại chính nó. Cái chỗ này đặt cho mình nó có bông có trái là cây chè đó sẽ chết. Rồi dễ hiểu hơn á là quý vị thấy ra bổ ra quầy rồi nó cũng tự hoại diệt cây chuối luôn. Ra bông ra trái là nó sẽ đi đời luôn. Cho nên đối với cây chuối có một bài thơ như thế này: bứng chuối để trồng tốn phân, lá dùng quá ghém tiện mực, ăn rồi người lại chặt gốc, giúp ích cho đời phải nát thân. Tức là cây chuối mà khi mình bứng về mình trồng chẳng có phân cỏ gì hết, dễ trồng lắm, nhất là đất mới. Rồi lá thì người ta cắt để gói này gói kia, rồi ra bắp chuối người ta cũng chặt luôn, chiên xào nấu nướng. Rồi nếu người ta không chặt bắp chuối thì coi như là còn cái quầy đó thì nó ra trái rồi nó chín, bạn tự thiêu hủy, thiêu rụi cái chuối luôn. Ra trái là coi như cái chuối đã chết rồi. Thì ở đây vậy, cái lau, cái sậy, cái tre nó cũng giống như vậy. Và câu Phật con này có ý nghĩa: cái nào thiểu trí nương tựa vào ác kiến, khinh miệt lời giảng dạy của chư thánh A-la-hán, là những vị có đời sống đúng đắn, tạo ra cái kết quả đưa đến sự hòa diệt cho bản thân. Ví như những trái của cây tre khi mà được trổ qua cái trái thì làm thiêu hoại cái cây tre đó. Alo, xin lặp lại ha, ý nghĩa câu Phật ngôn này: cái nào thiểu trí nương tựa ác tà kiến, khinh miệt lời giảng dạy của chư thánh A La Hán, có đời sống đúng đắn, tạo ra kết quả đưa đến sự hoại diệt cho bản thân. Ví như những trái của cây tre, cây lau, cây sậy tự tiêu hoại nó. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: cũng vì cùng dạy mê lầm, người kia phỉ báng diệu âm Phật Đà, cười chê thánh hạnh tăng già, nguyệt thị chánh pháp thật là chua cay. Bởi do ác gián sâu dài, quả ca sa chín
diệt ngay chính mình. Cũng vì cùng dạy mê lầm người kia tỷ tán diệu âm Phật Đà, cười chê thánh hạnh tăng già, nghiệp thị chánh pháp thật là chua cay, bởi do ác kiến sâu dài, quả ca sa chính diệt ngay chính mình. Rồi còn ngài Hòa Thượng Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc La Hán, bậc Thánh, bậc Chánh Mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lau mang quả từ hoại diệt. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc La Hán, bậc Thánh, bậc Chánh Mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Rồi trong phần từ vựng quý vị thấy có chỗ nào rắc rối? Alo. Rồi Huynh Nhân Nhật Hà có ý kiến xin mời ha. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Mai, dạ Nam Mô Sang Khà, dạ. Dạ con có hơi cái thắc mắc đấy, hai cái câu cuối đó là về cái cây lau, nhưng mà con coi lại thì cái tiếng Anh thì là nó dùng là cây tre, cây bamboo, thì con thấy là chỉ có cái vùng mà ở Đông Bắc Ấn Độ đó mới có cái giống tre này mà nó ra trái được khoảng 40-50 năm thì nó mới ra trái. Thì nó cũng giống như là ngài chia sẻ, nó giống như cây chuối vậy đó, thì nó ra quả xong thì là cái cây nó chết thì nó ra những cái măng nó lên như vậy. Chứ mới đầu thì con thấy cây lau thì con không có hiểu, tại ở bên Việt Nam ở được mười mấy năm con cũng không biết là cây tre ở Việt Nam nó có trái không nữa. Mà trong đây thì nó nói cái vùng ở bên Ấn Độ thì khoảng 40-50 năm nó có trái. Giờ con hơi thắc mắc cái chỗ cây lau đó thôi, nhưng mà con nghe ngài nói là dịch là cái cách xá là cái cây tre, cái dòng họ lau với tre trúc đó, thì chắc là nó chuẩn hơn. Dạ con xin dâng quýt lại cho ngài ạ. À. À, xa thủ Huynh Giang Nhật Hà. À, trong cái từ này thì cái vị trí của từ Bali thì chúng ta thấy chữ quê lú là trúc ha. Còn ở chỗ này nói về cây tre, rồi cũng nhắc tới cây lau, cây sậy. Cái lau sậy thì nó cũng thấp thôi, không có cao. Mà những cánh đồng mà bỏ hoang thì hay mọc là lau sậy. Nó có cái bông màu trắng trắng, bông màu trắng trắng. Và khi gió thổi mạnh thì nó cũng bay lắc phắc, những cái bông đó cũng đẹp lắm. Giống như bông gòn nè. Còn cây tre thì ở Việt Nam thỉnh thoảng cũng có những cây tre có trái chứ không phải không nào. Mà cây tre có trái thì cây tre nó tự nó rụi tàn. Mà thật sự ra thì không chờ nó ra trái, người ta vẫn hạ xuống để làm những cái công việc thủ công. Thì như vậy thì chờ mà thấy được cây tre mà nó ra bông ra trái hiếm lắm. Bây giờ nhà Hà nó có mấy chục năm mới ra bông. Mà người mà ở Việt Nam mà thấy cái tre mà ra bông ra trái cũng hiếm, hiếm người thấy lắm chứ mà là dễ thấy đâu. Thì ở đây cái từ cây lau hay nó cũng có một cái trường hợp giống vậy. Cây lau mà nó ra bông là coi như cây lau nó cũng chết. Cây lau sậy, trường hợp lau sậy đây là hay mọc ở bờ sông hay là mấy cái cánh đồng. Mà trong câu chuyện Pháp Cú á, thì chúng ta cũng nghe một câu chuyện một vị tỳ khưu đi trên một chiếc ghe mà nước nó chảy xiết. Vị này mới chụp một cái bụi lau sậy ở bên bờ sông á. Rồi ai ngờ chiếc ghe do nước nó đẩy mạnh quá, bụi lau sậy đó nó đi theo chiếc ghe luôn, tức là trôi luôn, chóc gốc luôn.
Thì trường hợp á, ở đây lau sậy nó mọc bên bờ sông hoặc là mọc ở chỗ đồng trống, thì câu chuyện lau sậy này cũng có bông chứ không phải không. Thì vị tỳ kheo đó quên sám hối để rồi trước khi chết cảm thấy cái cổ của mình nó nhột nhột, và nhớ lại tại sao nhột nhột là nhớ lại cái câu chuyện mình phạm giới mà không sám hối bởi vì cái lau cái sậy. Rồi thôi thì cái vấn đề sự bổ sung của Huynh Giang Nhật Hà cho chúng ta thấy rằng một cái sự so sánh lau sậy tre hoặc là cái chuối, tức là những cái loài thảo mộc đó đem lại một cái kết quả tự hoại diệt với nó, có nghĩa là nó có bông có trái thì nó phải chết. Và con người của chúng ta làm sao? Già lão rồi cũng phải chết, hoặc là bệnh rồi cũng phải chết. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự câu Phật ngôn 164 ha. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì Ngài đề cập đến một vị trưởng lão tên là Cà La. Chữ Cà La viết làm sao đây? Alo, chúng ta học câu Phật ngôn 164 phải nhớ đến cái tên của cái vị này. Alo, ai viết đúng chữ Cà La? Hay quá, Sĩ Công Mai miệng liền ha. Rồi Sĩ Kim cũng viết đúng luôn. Xà thủ. Như vậy là chứng tỏ quý vị nghe phân biệt trường âm đoạn âm, quý vị viết là chính xác. Rất là hoan hỷ ha. Vị này có tên là Cà La. Ở trong thành Sa Quách thì có một cô tín nữ với cái tâm thành tín hộ độ cho vị tỳ kheo Cà La, và coi cái việc là vị tỳ kheo Cà La này giống như là một người con của mình, tức là với một cái tâm bi mẫn kính trọng, có cái vị tỳ kheo Cà La này giống như người con của mình, có một cái sự quyến luyến và coi như phụng sự cho cái vị tỳ kheo này, từ miếng ăn, từ coi như thứ vật dụng, nói chung là rất là đầy đủ. Rồi thân tộc của cái cô tiến nữ này á, thường xuyên đến tịnh xá Kỳ Viên nghe pháp từ bậc đạo sư, rồi trở về nhà tán dương công đức, nói rằng chư Phật rất là huyền diệu, giáo pháp của Ngài thật là thầm thông vi diệu. Khi nghe bà con quyến thuộc của mình tán thán về pháp bảo như vậy, thì cái cô tín nữ này mới nói với vị tỳ kheo Cà La: bạch Ngài, tôi muốn đến Kỳ Viên để được nghe pháp nơi Đức Thế Tôn. Thì vị tỳ kheo Cà La này mới cản liền: này cần sư nữ, này thí chủ, cho nên đến nơi đó. Và sáng hôm sau thì cô ta cũng nói với trưởng lão Cà La lần thứ hai, và vị tỳ kheo Cà La này cũng từ chối: đừng ở nên đi, đừng ở nên đi. Nhưng mà lần thứ ba thì trình lên tỳ kheo Cà La nhưng mà cũng bị ngăn cản, và cái cô tín nữ này muốn được nghe pháp của Đức Phật. Tại sao mà coi như cái vị tỳ kheo Cà La này là cản trở thí chủ không cho để nghe pháp? Bởi vì vì đó có sự suy nghĩ: nếu mà cô ta nghe pháp từ bậc đạo sư thì chắc chắn sẽ bỏ rơi ta với cái tâm gánh tỷ như vậy. Và do như vậy ông ta muốn rằng cái cô này là sở hữu của mình, là người chỉ biết có mình mà thôi, chứ đi đến với Đức Phật thì chắc chắn rằng nghe lời Đức Phật và bỏ mình. Thì đầu óc ông ta nghĩ là như vậy. Chính cái từ đó gọi là ác kiến. Ác kiến.
Rồi một hôm, vào một buổi sáng, ngài bắt quan trái, sau khi dùng điểm tâm và thọ giới xong, thì bà đi đến chùa và bảo với đứa con gái, con ở nhà lo việc cúng dường vật thực đến sư Ca Lá cho chu đáo nghe. Rồi bà ta đi vào tịnh xá từ tờ mờ sáng. Rồi cái cô con gái kia cũng lo vật thực theo lời mẹ dặn. Rồi thì kêu Ca Lá đến nơi thọ thực tại thư gia, thấy vắng bóng nàng tín nữ mới hỏi thăm người con gái, mẹ con đâu rồi? Dạ thưa ngài, mẹ con đi đến chùa Kỳ Viên để nghe pháp rồi. Khi nghe như vậy thì cái tâm tư của Tỳ Kheo Ca Lá buồn chồn lo lắng. Thôi rồi, giờ đây thì cô ta đã bỏ ta rồi. Ông ta lật đật đi về chùa Kỳ Viên, thấy nàng tín nữ này đang ngồi trong thính chúng nghe pháp. Lật đật đi lễ bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cái cô tín nữ này tối trí, không có hiểu được diệu pháp thâm sâu đâu. Xin ngài đừng có thuyết về chân đế như uẩn xứ giới vân vân, ngài nên nói về bố thí trì giới cho cô ta là đủ rồi. Với Phật tuệ, Đức Thế Tôn hiểu rõ tâm ý của vị tỳ kheo này, cho nên ngài mới nói rằng: ngươi là một người thiểu trí, chấp theo tà kiến quấy ác, đã miệt thị giáo pháp của chư Phật. Vì như thế là người cố gắng tự hủy diệt chính mình. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 164 này. Đọc lại: Vô sa sa nằng a ra tằng a ri già nằng thầm ma chì quy nằng ba ti cô sa ti đùm mê thô đi thình ni xà ya bà bi cằn pha la ni ca tha ca xê quá a ta khanh nhà ya phàn la ti. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt. Ý nghĩa của một con này là những người ác huệ ngu si thiểu trí vì cái tâm tà kiến mà vu khống miệt thị giáo pháp các bậc a la hán, và những người chánh đạo và giáo pháp của Đức Như Lai để tự mang lấy sự bại hoại như giống cây cắt hạt cá để sinh ra quả xong là nó tự tiêu diệt. Chỉ cắt hạt cá này là một loại cỏ lao mà có chỗ gọi là cắt tha cắt trúc. Cách tha cách chốt, có chỗ ngoài dùng cái từ quê lú săn khạch tá cắt thạch cá, thì nó cũng là một cái loại tre chút mà cái thân nó nhỏ, ra trái là chết. Và Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng kẻ ngu si nào tự tôn tự đại, chấp thân tạc kiến quấy ác, nghe ai nói chúng tôi sẽ thính pháp hoặc chúng tôi sẽ bố thí mà có cái tâm khinh chê, tức là cái miệt thị giáo pháp của chư Phật, miệt thị các bậc thánh nhân và những bậc sống chánh mạng, cái sự tà kiến của cái giống như những cái trái của cây cây cỏ lao có tên là cách hà cách trúc quê đú sần khá tắc cách thạc ca. Hễ cái cỏ lao này cái kết quả nó có kết quả như thế nào, nó ra bông ra trái như thế nào, thì nó tự hoại chính bản thân của nó,
thì những người ngu si tiểu trí chấp theo tà kiến cũng tự hoại như thế. Ví dụ như trái chuối, nó giết hại cây chuối, cái trái của cây trúc, nó giết hại cây trúc, trái của cây lau giết hại cây lau, và thai bào nó giết tài của những con ngựa hay, cũng giống như những cái sự tôn trọng giết hại những cái kẻ mà thế gian là như vậy. Thì cuối thời giảng của Đức Phật thì bà tín nữ đã chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng ngăn người thính pháp cao ngăn người đi thính pháp cao siêu, sợ bị bỏ rơi mất lợi nhiều. Ca lá quên rằng chư Phật biết, thì tâm mình vốn sẵn pháp Phật kêu, Phật dạy kẻ ngu ác tự hào, dám khinh miệt pháp bậc thanh cao, rồi đây sẽ đến nơi tự diệt, như tha cách trúc ở bờ ao. Rồi, dân sự các Phật con này chúng tôi cũng đã trình bày xong. Nói ác là ghen ở đây gì? Thấy người ta tạo thiện sự mà mình khinh chê, mình coi thường, mình vu khống, mình nói xấu, đó chính là ác và ghen. Người ta vô thí, mình không quan hỷ thì thôi, lại chê bai. Cũng giống như trong trường hợp mà chúng ta đã học những bài Phật con này, ông Bá Hộ Chân Mèo á, người thiền nam này kêu gọi sự bố thí, thì ông ta mè nhúm ngón tay lại một nhúm gạo, nhúm một nhúm đậu, nhúm một nhúm, như vậy từng nhúm đó ông đem ra bố thí, bởi vì không bố thí thì nó không bổn sáng. Mình có bố thí nhưng mình chút ít vậy thôi, bổn sản với tâm mình là bố thí cho có vậy. Nhưng một bố thí rồi để coi cái hình cha này sao, dưỡng đông mà nó xấu mình là thôi, mình lủi nó một giáo liền. Tức là đem theo con dao Thái Lan ha. Ủa, hồi đó không biết có con dao Thái không biết mà. Nhưng mà một con dao nhỏ nhỏ giấu trong người để coi cái anh chàng mà đi kêu gọi đó mà ảnh mà nói xấu mình, ơ cái ông này cho ít xịu à, ông giàu, ông bổn sản, bố thí mà coi như nhúm 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 vậy, thì em sẽ chơi anh giao liền, đi theo để coi, nghe coi sao. Ai ngờ cái anh chàng Việt Nam này nói rằng có danh sách tất cả những người của đều phước báo đồng đều nhau cả thảy, không có nói xấu mình, có tên mình cũng có bố thí trong đó, nhưng mà kẻ ít người nhiều, kẻ công người của phước đều nhau cả thảy. Trời ơi, nghèo khoái quá. Rồi thế là ông ta cảm thấy rằng rất là hãnh diện, cái ông này cái tâm ta tốt quá, tới sám hối nha. Thì quá sám hối với quê gì, tới sám hối với ông thiền nam đó. Ông ta ngạc nhiên, cái gì mà sám hối tôi không? Tôi xách dao đây nè, ông nói xấu tôi lụi liền nè. Nhưng mà ông cái tâm ông tốt quá, nghĩa là bố thí chút đỉnh vậy mà phước báo đồng đều nhau cả thảy, tôi nghe cầu đó tôi khoái. Thì như vậy ở đây, nếu mà ông này á bố thí mà ông kia xấu nữa, ông này cho chút xíu với cái tâm như vậy và không có phân biệt ha, không có phân biệt người giàu người nghèo ha, nghĩa là có tài vật bố thí đó là phước đồng đều ha. Còn anh này là ác tài kiếm, anh nghĩ là cha này nó xấu là chơi liền nó nhưng mà không, tới cũng được người ta tán thán, mặc dù bố thí có chút đỉnh. Thì như vậy khi cái việc thiện mình làm mà người nào vu khống, người nào nói xấu, người nào khinh miệt, thì đó là cái vấn đề tâm tư mình suy nghĩ bậy, gọi là ác tà kiến. Mà do ác tà kiến này
thì tự mình hại mình chứ không ai hại hết. Rồi, thôi để thời gian cho quý vị chứ nói nhiều quá rồi nó nhiều chuyện. Rồi, quý vị có ý kiến sao về câu Phật ngôn này? Mời bàn tay của quý vị. Chào, im ru vậy đó. À, mời sĩ Không Mai đi. Alo, sĩ Không Mai nghĩ sao câu Phật ngôn này? Chạy ra mất tiêu rồi. Alo, alo, sĩ Không Mai. Có ý kiến hả? Rồi, thôi mời sĩ Tina. Hôm nay vô trễ là không đọc được nè. Chắc cũng công việc cũng bận lộn ha. Rồi, sức khỏe hôm nay có ổn định chưa? Alo, sĩ Tina. Có ý kiến về câu Phật ngôn này như thế nào? Wow, cũng im ru luôn. Rồi, thôi mời sĩ Hà. Hôm nay ế rồi hả? Hôm nay ế quá rồi. À, không cầm mic được. Rồi, bây giờ sĩ Hà cầm mic được hay không? Rồi, wow. Người thứ ba hả? Mới thấy đưa tay á. Xà thủ mời sĩ Hà. Cứu bộ nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ. Nam Mô Tham Mà Dạ, Nam Mô Sông Khà, dạ. Dạ, con kính lễ Ngài Chí Đức, Chí Tôn Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con thấy Ngài mời đến người thứ ba mà không lên thì ế thiệt. Dạ, nãy con đọc sai, Ngài cho con đọc lại đi. Trước khi con nói không duyên sự rồi, thì con xin đọc lại. Yô san sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi vi năng bát tích khổ sa tí đùm bề thô đích thần nít san giá ba bích căng ba la ni cát ta cát xê quá a ta khăn nhà giá ba la tí. Dạ, con đọc thêm lần nữa. Yô sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi vi năng Batiko sati dum me tho ditthin nissan ya ba pikang balani katta kase wa ata kham nya ya ba ya pha la ti. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thanh bậc chánh mạng chính do ác kiến này nhân quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt. Bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Dạ. Dạ, con cái câu kinh pháp cú này cũng như mọi cái câu thứ ngày thì tất cả những chúng sanh do cái tà kiến, do cái sự chấp sai, nghĩ sai, chấp lầm nên đa phần chúng sanh phải làm những cái chuyện ác không à. Vì không có hiểu đúng mà rồi còn chấp nữa. Thành ra tất cả mọi cái sự đau khổ nó bắt nguồn từ cái sự không hiểu đúng và mình chấp nữa. Cái ngã chấp của mình nó to đùng. Thành ra đa phần chúng sanh thường là những cái chuyện ác thì tự trải chịu những cái quá ác. Thì cái câu kinh pháp cú này con thấy nó cũng không ngoài ra những cái phần mà Đức Bổn Sư đã dạy rồi trong cái câu chuyện này. Thế thì cái vị tỳ kheo này đã được ở thời Đức Phật được thọ tỳ kheo, nhưng mà ông cũng vẫn hiểu sai chấp lầm mà ông vẫn tà kiến như thường, thì cái phạm vu là như vậy. Ngoài trừ khi cái thánh nhân định ra, con thấy cái chúng sanh mình đọa là do chính là như vậy, mình không hiểu đúng thì mình làm chuyện bậy thôi. Thì cái dòng tận luân hồi nó kinh sợ như vậy. Tại vì cứ ngay cả cái, con nghĩ ngay cả đến lúc ngay cả mình đây nói mang tiếng là Phật tử nhưng mà chưa chắc gì mình hiểu được tất cả mọi thứ, hoặc là mình chưa chắc gì đã làm đúng mọi thiện pháp, ác pháp. Các phiền não nó như một cái núi của nhiều kiếp khác, nó đã mang theo tự tâm mình mà
mang theo đến ngay cả trong đời này. Thành ra khi còn nhiều phiền não thì cái cơ hội làm ác của mình nó cũng cao dữ lắm. Mà huống gì là những người mà người ta không có theo chánh pháp, hoặc là nói ngay cả cái đời sống của mình ngay đây khi mình tận qua một kiếp sống khác cũng chưa chắc. Mình đi đâu, mình sanh người lên trời hay là mình bị đọa nữa, mà hễ người làm người mà có thân làm người có biết được gặp chánh pháp chưa cũng chưa chắc nữa. Mà có gặp chánh pháp mình có tu đàng hoàng không, hay mình tà kiến mình cũng chắc, mà mình cũng đi lòng vòng. Khi hễ còn phàm phu thì cái con đường sanh tử nó rất rất ư là gian nan, nó ức ư là mình cũng không biết được. Thành ra con nhớ ngài Đức Tâm cứ nhắc hoài, nói Đức Phật dạy thiên pháp là chỗ nương nhờ của các con, thì bây giờ đã biết Phật pháp thì phải làm nhiều chuyện thiện hơn. Thì nó bù qua sách lại cứ nó đỡ nó phần nào mà ác nó trội, nhưng mà hễ lâu lâu có cái thiện nghiệp nào nó xen vô nó cũng kéo mình đi ngược lại, thì con nghĩ nó cũng đôi phần nó đỡ hơn là mình không làm gì cả. Dạ con chỉ có ý như vậy thôi thưa ngài. Dạ con cảm ơn con. Dạ không biết con có đọc sai không ngài, chỉnh sửa cho con. Dạ con xin cảm ơn. Alo, con thích thì hay, nhưng mà đọc sai hai từ. Phá là ní đầu câu số 5 và phan lá tí câu cuối cùng. Hai chỗ này không được tự tin ha. Phá là ní cắt thác cắt xề quá ách tắc hành nhà giá phan lá tí. Đó, hai chỗ đó nhìn cho kỹ. Sử dụng điện thoại mà việc trong điện thoại thì cái chữ nhỏ xíu, cho nên quý vị đọc và nhiều khi nó bị vấp ở chỗ đó, nhìn không rõ, thì chỉ có chỗ đó thôi, có chút xíu à, khổ đế cái gì. Chính cái đạo Phật chúng ta rất là vi diệu, đưa cái khổ, cái sự thật đầu tiên đưa cái khổ lên cho người ta thấy. Mình thấy khổ rồi mình mới tu, nhưng mà đối với các đạo giáo khác thì người ta đem hạnh phúc ra đem mà dụ dỗ để khích lệ, nhưng mà đạo Phật là cái mà khổ rồi mới tới tập, mới diệt, mới đạo. Bốn sự thật thì cái sự thật đầu tiên là đưa lên cái khổ, chấp nhận sự khổ, tức là thấy được sự thật. Mà ở đây cũng vậy, sự thật mà chúng ta thấy trong cái bài kinh Pháp Cú này là cái gì? Cái tâm ganh tị, ác kiến, chấp thủ, muốn cái bà đó là của tôi à, đừng có biết ai khác, chỉ biết hộ độ giúp đỡ cho tôi, hay là ăn sung mặc sướng là đầy đủ thứ vật dụng, vậy là cảm thấy hạnh phúc à, mà từ bỏ tôi mà đi tới một ông khác, mà ông nào chính là thầy của mình, đạo sư của mình, mà còn ganh tị, còn ghen ghét, cái từ gọi là gà tô ha, ganh ăn tức tở, gà tô, ganh ăn tức tở, để rồi làm gì? Đó là một cái tư tưởng xấu. Không biết hồi nãy Sức Hà phân tích làm sao, là ở trong này thấy có một người cười, không biết là cười khi dễ hay cười sao đó ha, cùng nói là ngu hết chỗ chê nữa, tại sao vậy? Mời Sức Kim cho biết ý kiến tại sao Sức Hà phân tích là cười, rồi còn bây giờ chát lên ngu hết chỗ chê là sao? Mời Sức Kim. Alo, Sức Kim chạy ra rồi. Chát lên câu ngu hết chỗ chê là thấy không? Chắc là nói cá nhân của chúng tôi nói cái gì đấy mà sai, cho nên nói ngu hết chỗ chê luôn, chán thiệt. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Thậm, sư Phước Sang, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Có mình cô Mít Trà nghe rõ rồi, sư có nghe con rõ không sư?
Rồi có một người nghe rõ rồi, sao con nói được. Rồi sư rồi nghe rõ quá trời rồi. Con không phục sư á, con bái phục sư á, chỗ nào sư cũng quẹo được hết, chứ quẹo đâu sư quẹo á. Con cười là tại vì cô Hà cô đọc lại rồi cô hỏi có sai không, sư nói sư khen xong rồi, chứ nói phân tích cũng hay nhưng mà đọc cũng còn sai chỗ thì con cười thôi. Rồi sư nói sư nói ngu hết chỗ chơi, con nói cái ông Kha Lá đó, ông ngu hết chỗ chơi luôn, mà gọi là trí ngu đó, trí ngu tức là ngu mà còn ngứa nữa, tại còn bị trí cắn đó. Cái này con chế ra thôi nha. Còn chưa hết, con xin cảm ơn sư đã dạy bài này, cũng nói qua tích sự, cũng tóm tắt được, cũng như cô Hà để chia sẻ một phần trong này. Thì trong đây thì không có gì đặc biệt hết, chỉ nói lên cái sự mà cái tự ngã với cái tà kiến của cái ông trưởng lão Kha Lá này. Tại vì ổng tham quá, ổng muốn cái tâm của ông tâm sân là ganh tị bỏng sẻn. Vì trong cái thời mùa Đức Phật, một vị chánh đẳng chánh giác giống như vậy, mà Ngài đã dạy như vậy, thì cho thấy rằng một người mà đệ tử của Ngài đó mà không có hiểu được để tu tập, để trừ bỏ đi cái thân kiến và những cái tà kiến của mình, không ấy, mà hưởng cái phước lợi từ những bài học của Đức Phật để vô gia nhập tăng đoàn, rồi dầm với tăng đoàn là một vị ông sư để hưởng phước ở cúng dường của các thiện nam tín nữ, nhất là của cái bà mà được, trong cái này bà không có nói tên, cái người vị thiện, nữ thiện nữ này, mà ổng cái ổng ngu đến đổi mà ổng dám lên ổng nghe cái bà, ổng cản trở bà này nhiều lần, nhiều ba lần bà này hỏi, mà khi mà bà này á, mà muốn đi nghe được, muốn tức là cái ba la mật của bà, cái nhân duyên của bà đầy đủ rồi, nó tự động nó xui dục cho bà đi lên gặp Ngài để mà Ngài thuyết giảng với bà, để vô dòng thánh sơ đạo sơ quả rất là khó. Trong bốn cấp đó, sơ đạo tới nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì cái khó nhất là cái sơ đạo, tức là tu đạo hoàng thánh dự lưu. Cái khó thứ nhì là A-la-hán, đã A-la-hán. Thì ổng còn chạy thay thế, người ta biết người ta ngu vừa vừa, người ta ở nhà đi rồi chờ bà này về, cơ bà còn đối xử với mình tốt không. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ổng còn theo cái bà này lên chỗ, ngay chỗ Đức Phật thuyết pháp. Ổng mù quá đến đổi mà ổng biết đây là một chánh đẳng chánh giác. Ngài có thể nhìn rõ nhiều kiếp, rất nhiều, không có thể nào mà biết cái trí tuệ của Ngài tới bậc nào nè. Còn lên còn nói với Ngài, Ngài đừng có dạy cái gì, giờ bà này nhiều, dạy cho bà cách bố thí thôi, tức là cách để mà cúng dường để cho ông hưởng thôi. Thật ra ông biết những điều đó, nhưng chính vì cái sự tham đắm vào cái vật dục, cái tự ngã quá cao, muốn giữ ôm nắm cái gì mà mình có, không muốn chia sẻ cho ai, đó là tâm sân, ganh thị bỏng sẻn, rất là khó chịu. Mà cái ông này tham mà sân luôn nữa, vừa tham mà vừa ganh tị, ủa cái tức nguyên cái tâm tà kiến ổng không thể nào gột rửa hết, thì ổng sẽ bị quả rất là lớn. Còn chạy rồi còn đưa đề nghị trên Đức Phật phải giảng như thế nào, biết thuyết pháp như thế nào, trời Phật tử rồi còn bó toàn thân ông này luôn nữa. Ổng gọi là trí ngu đó, vừa ngu mà còn bị trí cắn mà. Không phải đâu, chứ ngu tới là ngu hết chỗ chơi luôn đó, chứ không phải con chỉ bị địa vậy thôi. Thì trong cái bài này thì do cái tự ngã quá lớn đi, với cái tham đắm vào cái dục lạc của thế gian, mà ông này đã nằm mờ mắt, ổng mờ quân trung tâm lý trí ổng, mà chạy tuốt lên tới chỗ mà chùa để mà chỏ cái điện này thứ cái kia thiệt. Thì cái bài học này con mới thấy rằng bất cứ thời nào, cho dù cái thời mùa của Ngài chánh đẳng chánh giác ở hiện tiện, thì ở hiện tiện hiện diện thì cũng có những hạng người giống như vậy. Thì ngày nay chúng ta có thấy những hạng người mà ích kỷ giống như vậy thì cũng đừng nên ngạc nhiên, cái đó là đời,
không biết trời đất gì hết, chỉ biết cái trước mắt thôi, cái lợi trước mắt thôi, không nghĩ tới cái quả mình sẽ tạo, mình sẽ nhận được do cái nhân xấu của mình làm. Thì trong này thì con thấy cái câu này trong bài học là trời đất quỷ thần thiên địa lúc nào cũng phải nhớ, lúc nào cũng phải rộng rãi ra, đừng có ngu giống như vậy. Ai làm cái gì thì làm, phước nào mình làm được thì mình hưởng, không có thì mình biết mình không có đủ phước, thì đừng có lên chạy tới cái đó mà quậy nữa. Con thấy ông này con sợ uống luôn. Thì câu này không có gì đặc biệt hết, chỉ cho con thấy rằng bất cứ thời nào cũng có những hạng người này, cho dù cái thời mà của Đức Phật hiện tiền đó, thì cũng vậy thôi. Thì Đức Phật này hiện tiền, Đức Phật tới có vậy thì cũng có những hạng người này thôi, thì cũng có những hạng người xấu như Devakata dám hại Đức Phật. Thì cái đó không có gì ngạc nhiên hết, mình chỉ học thôi để lấy cái làm kinh nghiệm mà thấy rằng đừng bắt chước, đừng làm như vậy, ngu vừa vừa thôi, vừa cho người khác ngu nữa, đừng có ngu hết chỗ nói giống vậy, ngu hết chỗ chơi giống vậy. Con đâu có dám chơi ai ngu đâu, con nói cái tâm trí của con người mà thi tham lam quá vậy, rồi ơi tranh tị bỏng xẻng ích kỷ quá đến đổi mà thầy chạy luôn. Ngu quá trời để mù quáng hết trơn rồi. Người ta nói giận quá mắt ngu, chứ thật ra mắt ngu mắt khôn mới quá giận. Người ông này ông hết khôn đấy, cũng giận rồi đúng. Ông đùng đùng lên đó, ông gặp tới đó ông gặp nữa để cho Đức Phật phán một câu. Nhưng cũng nhờ ông này ngu giống như vậy, nhiều cái tự ngã, nhiều cái tham đắm giống vậy mà chúng ta được cái bài học của câu kinh 164 này để học, để mình kiêm nghiệm rằng ở lúc bất cứ thời gian nào cũng có đều có những hạng người giống như cái ông trưởng lão Kha Lá này. Dạ con hết rồi, còn 3 phút. Nhiều cái bài này chỉ đâu có đâu, chỉ có nhiều đó thôi. Con xin trả mic lại để cho sư nói những lời gì đó. Nhưng mà tóm lại cuối cùng, con khi mà con chia sẻ cái câu kệ này, con xin các sư, các cô tư nữ và quý Phật tử, nếu thấy con có gì sai thì xin chỉ dạy để con sửa lại. Và con chúc tất cả mọi người trong đạo tràng được một ngày ăn vui và may mắn. Con xin trả máy ạ. Alo, Sư Kim, con bỏ chạy nha. Nghe nè, dùng cái từ trưởng lão đối với vị thì thưa cả không thích hợp. Trưởng lão theo ý nghĩa của Phật giáo là một người hiểu biết thâm sâu về Phật pháp. Mà người hiểu biết thâm sâu, dù đó là một sa di, một cư sĩ, một người mới tu, nhưng mà có một chiều sâu về Ba La Mật đã đào tạo, thì người đó được gọi là trưởng lão. Còn cái ông này dùng cái từ trưởng lão là sai, bởi vì coi như ganh tị với chính Đức Phật mà. Ông ta ganh tị với chính Đức Phật, thì như vậy muốn hơn Đức Phật, muốn bằng Đức Phật. Với cái sự ngã mạn như vậy thì coi như dùng từ trưởng lão đối với vị tỳ kheo Ca Lá không thích hợp, không xứng đáng. Đấy, câu Phật ngôn thì chia sẻ rất là tốt, có nghĩa là do sự ganh tị, ganh ghét, chấp thủ. Giống như cái chuối mà nó ra quầy ra trái là coi như cái chuối đó sẽ chết. Mình tự hại mình do cái sự ngã mạn, do cái sự ganh tị, do cái sự ganh ghét, hơn thua và bằng. Đó là sự ngã mạn. Đó này còn có sự chấp thủ, nghĩ rằng cái bà này phải là lính của tôi, là đệ tử của tôi, nhưng mà là nghĩ hơn thua với chính Đức Phật, đó là thua. Vậy nên thua rồi thì không có đưa tay nữa, hết giờ rồi.